muốn tri ai chánh ai tà, xem đạo đức với là hành vi, nói làm hai lẽ nếu y, đó là chân chánh có gì lạ đâu. Lại thêm phú quý không cầu, quay quyền không bợ, công hầu không bưng, ai khen chẳng tỏ vẻ mình, dầu ai có giận chưa từng giận ai, cũng không khoe sắc khoe tài. Những người như vậy mới là chánh trơn, đó là con đường chánh. Còn ngược lại mà nếu chúng ta không được điều đó thì tất nhiên là chúng ta dễ bị cứ như là vào con đường tà của các anh em dân đạo. Vì vậy cho nên Đức Thầy hằng cân nhắc cho chúng ta đó, cố gắng giữ theo con đường chánh đạo của Đức Thầy đi, để sau này Đức Thầy trở về để mà gặp Thầy trong cái ngày lần mà trong thời kỳ Long Hoa Đại Hội của bác anh em dân đạo. Cho nên bây giờ cái thời kỳ này cùng cuối rồi nghe, bây giờ đồng đạo chúng ta coi như là cân nhắc cho kỹ nghe, từ hành động, cử chỉ, việc làm và nói năng điều gì, thì bây giờ chúng ta cũng nên là rà soát lại trong 8 điều răn cấm của Đức Thầy của bác anh em dân đạo để chúng ta nương nghe. Mới học đạo bước chân chưa dựng nên phải cần nắm cứng lực nghi, nói làm bất cứ chuyện gì cũng cần lấy thước đạo nghị ra đo, lấy chân lý làm căn cơ chính để biệt phân lo tính không làm việc còn mờ ám trong tâm. Cho nên nói bướng đừng đem làm càng, nếu không biết thưa rằng không biết, còn biết thì cứ việc nói ra, nói năng chân chất thật thà, đó là bản chất của nhà chân tu của các anh em dân đạo. Thì được như vậy tất nhiên là chúng ta mới khổ được lọt vào trong vấn đề con đường tà, phải không? Còn ngược lại đó là chúng ta dễ bị dụ của bác anh em dân đạo. Mà đã bị dụ rồi đó nghe, ông ba nói lầm tà đạo đó nghe, là nhân hư bất dụng của bác anh em dân đạo. Quý vị, kính thưa quý vị, thì thấy đồng đạo Tư Phương cũng xá các ngôi thờ đã xong và phía đất diễn đàn xinh đẹp và có muôn hoa, người đẹp và có đến nay dịu dàng, muốn cho tên đồng đạo đàn, xin mời quý vị ủng hộ cho một tràng pháo tay và xin mời đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa hậu đồng bổn tộc, kính đến các bậc lớn tuổi và kính đến đồng đạo Hai So, đại diện cho gia đình cũng là chủ sự nhân ngày chánh lễ kỷ niệm. Kính thưa chư quý ông quý bà và hầu hết toàn thể quý cô bác anh chị em hiện diện thân kính, nhân hôm nay là ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên cho người thân của đồng đạo Hai So, mà tất cả cô bác anh chị em cùng chư đồng đạo xa gần, chúng ta tiếp nhận được lời mời trân trọng của gia đình là đồng đạo Hai So. Quý vị mình nhân dính sắp xếp thời gian quý báu mà thân hành đến đây để chung dự được đông đủ, được danh túc mận đường, và để góp phần cho gia đình đồng đạo Hai So lát nữa đây để làm cái trách nhiệm thiêng liêng. Trách nhiệm ấy là cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, cầu nguyện cho hương linh người quá dạng được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhã tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Thưa chư quý vị, với một nghĩa cử cao đẹp và thiện tình thiện cảm mà tất cả chư quý vị dành sự ưu ái nhân ngày trong chánh lễ kỷ niệm này, thật là một điều hết sức là quý báu và tráng lệ vô song. Thì vừa qua rồi quý vị mình cũng lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của đồng đạo Hai Hải trên dưới một tiếng đồng hồ, và để tiếp nối trong chương trình để trao đổi Phật Pháp, quý vị còn liên tục và cho phép chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị để mà bàn bạc qua giáo lý siêu thượng của Đức Thầy. Đức Thầy đã bảo cho chúng ta rằng chớ chia rẽ hải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thượng chọn đường quy nguyên. Chính vì lẽ đó mà người tín đồ ngoan đạo luôn luôn lúc nào cũng gấp tâm in vào trong trí não của mình, và luôn luôn lúc nào cũng khoác khoải và nhớ một cái niềm kính tin của mình đối với Tam Bảo, là chúng ta còn phải cố gắng trao, cần phải học, cần phải tu để mà đáp đền ơn Tam Bảo của bác anh em chư đồng đạo. Thì giờ đây ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị qua giờ sau
nghe nói là cái chương trình nghi vấn. Nếu như chương trình nghi vấn thì quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn sấm thi toàn bộ giáo lý của thầy, thì sẵn nhân sự tuần sự hôm nay tất cả chứ quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy, rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chứ quý vị. Rồi quý vị mình lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi đó, rồi quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng, trách nhiệm ấy là bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót. Đó là sự khát vọng mong mỏi chúng tôi cùng với quý vị hợp tác để cùng nhau đáp đền ơn Tam Bảo trong môn một. Thôi thì tiết kiệm trong thời gian, chúng tôi cũng tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến của toàn thể chư quý vị, và cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nó thích nghi chương trình trao đổi Phật pháp lời nói đầu, xin tạm dừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và đây quý vị cho biểu quyết là tự thuyết hay là nghi vấn. Vậy là có đưa tay nghi vấn. Thì nghi vấn thì bây giờ mời cái người đưa tay lên đặt câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Gửi cho Đức Thầy, kính thưa giảng viên, trong giáo lý Đức Thầy có câu câu đạo đức bay người không lạ, muốn ném thì phải ráng cho tầm, đạo tà lưu kéo âm thầm, dân dân gắt cánh kéo lâm mà khổ. Vậy câu đạo đức ba người thân lạ như thế nào và các đạo tà cũng có âm thầm tránh như thế nào, xin giảng viên giải thích dùm thầy Phật. Cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn chàng pháo tay dân dày của dưỡng hộ cho tinh thần Phật pháp để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên và được ông Tám nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy, và trong đó bốn câu. Và trong bốn câu giảng đó là câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải ráng sưu tầm, rồi các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kẻo lâm mà khổ. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ qua bốn câu giảng được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết là được trích từ trong quyển tư của Quá Cảnh Nam Chi Đồng Đạo, tức là quyển Giác Mê Tâm Kệ. Mà quyển Giác Mê Tâm Kệ này Đức Thầy viết vào ngày 20 tháng 9 năm 1939 và có tất cả là 846 câu mà đồng đạo trích ra bốn câu cho chúng tôi bàn. Ông Tám nêu lên ha, bốn câu đó là câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải đáng sưu tầm. Thưa chư quý vị, rồi ông hỏi chứ câu đạo đức là cái câu đạo đức như thế nào mà bay mùi thơm lạ. Thưa chư quý vị, rồi muốn nếm thì phải ráng sưu tầm, tất nhiên là muốn nếm được cái mùi đạo đức như trên là phải ráng sưu tầm cho kỹ cô bác anh em chứ đồng đạo. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ cái câu đạo đức của Đức Thầy ra đời vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão năm 1939, Đức Thầy vọng lên một cái tiếng chuông lành để mà cảnh giác tất cả các chúng sanh và đem những cái lời lành dạy dỗ cho tất cả các nhân loại để mà chúng sanh thức tỉnh giác ngộ tu hành. Vì vậy cho nên đây là câu đạo đức. Thưa chư quý vị, nhưng mà câu đạo đức của Đức Thầy là những cái lời lẽ hết sức là thâm trầm bát ngát của bác anh em chứ đồng đạo. Thưa chư quý vị, cho nên Đức Thầy cho chúng ta biết đạo lý tầm sâu sâu bất tuyệt, nghe không? Vô vi chánh đạo hỡi người ơi, có nghĩa là cái đạo hết sức là thâm trầm bất tuyệt, có nghĩa là rất là sâu xa của bác anh em dân đạo. Nhưng câu này nếu như mà ai hiểu được cái đạo thì đây là câu đạo đức bay mùi thơm lạ. Tất nhiên là con người chúng ta khi giác ngộ được tu và được hiểu qua giáo lý Đức Thầy thì từ đây trở về sau có được cái mùi thơm của bác anh em chứ đồng đạo, có không? Vì vậy cho nên nếu ai mà thâm trầm được trong giáo lý của Đức Thầy rồi, hành theo giáo lý Đức Thầy rồi, thì từ đây trở về sau sẽ có mùi thơm liền của bác anh em chứ đồng đạo. Đó là Đức Thầy cho chúng ta biết đạo mà biết đó, là mùi thơm bát ngát ở đây. Đạo mà biết thì mùi thơm bát ngát à? Rất bụi trần mặn lạc thấy ai à? Hoặc giả là ta bây giờ tu niệm tầm thường à? Sao danh thể xạ hương khắp chỗ mà. Như vậy là cái câu đạo đức bay mùi thơm lạ, cái mùi thơm này nó khác lạ hơn bao nhiêu mùi thơm khác không? Thay vì những cái mùi thơm của ở thế gian, tiếng danh, tiếng lợi, tiếng tình gì đó, nó cũng vẫn có mùi thơm.
nhưng mà mùi thơm trong đó là cái thơm hư ảo trong thời gian, giống như cái hương đốt vậy thôi cô bác anh em dùng đạo. Nó có mùi thơm bay hưởng khuất cho ta ngửi thôi, nhưng mà cái cây nhang nó bị thiêu rụi rồi, bị tàn rồi, thấy không? Cái đó tất nhiên là mùi thơm của thế gian nó là vậy. Tất nhiên là danh là lợi là tình gì coi như là làm cho nó rạng rỡ lên cho có mùi thơm vậy. Nhưng mà ngửi được mùi thơm rồi cái cây nhang nó cháy queo hết rồi, nó ra cho bụi không. Còn con người chúng ta cũng vậy, cô bác anh em chị đồng đạo. Nếu như chúng ta chạy theo con đường mà hương thơm đó ngang, sao trong thời gian á là chúng ta thân thải tàn tạ teo tu tơi tả rồi mãn theo danh lợi ốm o rồi, đâu còn phải không? Còn ngược lại, cái đạo mà chúng ta đang coi như là thi hành đây cô bác anh em chị đồng đạo, nó bay mùi thơm lạ. Cô bác anh em chị đồng đạo, cái mùi thơm này của người tu chúng ta đen là nó gian danh khắp nơi khắp chỗ, không có một hương hoa nào bay ngược chiều gió thoảng, mà chỉ có hương hoa người đức hạnh bay ngược gió khắp muôn hương, phải không? Cho nên cái mùi thơm này rất lạ, có như là nó bay khắp cả các nơi chỗ nào mà người tu chúng ta nếu như mà có hành đạo được, có giữ giới được và có rất tâm được và làm theo con đường đức thầy chỉ dạy được, cái ngang tàn đất ơi nó thôi đồng đạo Phật giáo hòa hảo giờ có như là thôi giờ bắt cầu bồi lộ nè, làm nấu cháo nước nè, đổ từ thiện nè, đi thả cá bóng xanh nè, làm tất cả các việc gì đó khỏi là bay mùi thơm lạ không? Đây là câu đạo đức bay mùi thơm lạ không? Nó khác thường hơn bao nhiêu người khác không? Được chưa quý vị? Muốn nếm thì phải ráng sưu tầm. Như vậy là muốn nếm được cái mùi đạo đó cô bác anh em dùng đạo phải ráng theo mới được, cô bác anh em dùng đạo phải ráng sưu tầm. Tất nhiên là bây giờ người ta làm từ thiện mình cũng phải ráng theo để mà làm. Rồi bây giờ người ta coi như là tu hành mà ngon lành có được cái mùi thơm tốt đẹp gì mà mình cũng phải cố gắng làm theo giống như người ta, cho các anh em chứ đồng đạo phải không? Vì vậy cho nên là Phật tử theo đường Phật dễ đông cũng đi, quạnh quẻ cũng đi, đi vì lý lẽ từ bi, đi vì chí nguyện mà thoát ly cõi trần. Cho nên bây giờ chúng ta phải đi vậy, tất nhiên đó là phải theo. Mà muốn sưu tầm như vậy đó là sao? Thì Đức Thầy cho chúng ta biết muốn sưu tầm tất nhiên là phải tìm tòi. Mà tìm tòi cái gì? Đây Đức Thầy cho chúng ta biết đó là cố gắng tìm tòi trong Phật Pháp cho đời hiểu rõ lý chân không. Cô bác anh em chân đạo, là cái lý chân không của đạo Phật là Đức Thầy để lại cho chúng ta cố gắng tìm tỏi đạo màu trong Phật Pháp. Đây là cố gắng tìm nha, cố gắng tìm tỏi đạo màu trong Phật Pháp cho đời hiểu rõ lý chân không. Nó như vậy đó là sưu tầm. Còn ngược lại nếu mà chúng ta sưu tầm đi theo đạo mà bây giờ tìm cái có đó nghe là không bao giờ thấu đạt được cái chỗ mùi thơm, phải không? Mà phải đi tìm cái không. Thưa cô bác anh em dừng đạo, mà tìm cái không là cái gì cô bác anh em dừng đạo chứ quý vị? Cái không tất nhiên là đi đám làm từng cũng không tiền nè, đi niệm Phật cũng không tiền nè, đi thả cá cũng không tiền nè, đi từ thiện cũng không tiền nè, đi xã hội gì cũng không hết. Cái nào mà không đó nghe là cái đó mới là cái đạo đức bay mùi thơm lạ. Còn ngược lại, nếu như chúng ta đi làm tất cả các việc gì mà trong khi đó có tiền là cái này không bay mùi thơm lạ được, mà cái này nó bay lại cái mùi coi như là ngược lại là không phải mùi thơm. Anh em nhân đạo, tại vì mình đi ngược đường rồi làm gì mà bay được mùi thơm, không? Như vậy là muốn nếm thì phải ráng sưu tầm, tất nhiên là phải cho tìm tẩu đạo màu trong Phật Pháp cho đời hiểu rõ lý chân không, phải tìm lại cái không, không? Mà tìm cái không đó sao Đức Thầy có nói không? Cả Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết đó là thì hãy tìm kiếm cái không mới có. Cô bác anh em chị đồng đạo, hoặc giả là trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao không mất. Cái đó tất nhiên đó là qua hai câu đầu mà được đồng đạo nêu lên, và tiếp theo hai câu sau, ha. Hai câu sau đó các đạo tà mưu khéo âm thầm dần ráng tránh kẻo lâm mà khổ. Bây giờ đồng đạo mới nêu lên trong đó nó liên tục đến hai câu đó là muốn nếm thì phải ráng sưu tầm nha. Bởi vì vào trong thời kỳ hạ quan mạt pháp, quý vị mình được nên biết nghe là không biết bao nhiêu coi như là cái tà đạo ra đời để dụ dỗ và tìm cách coi như là để mà theo con đường hướng đó, phải không? Vì vậy cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta ra đi dặn lại ít lời khuyên trong bổn đạo dạy thời đã nghe. Dầu ai tài phép bài khoe ham linh ham nghiệm, sợ e mang nghèo lựa cho phải cột
phải kèo, phải dây, phải dế mà theo kẻo lầm ha ông. Ngọc kia ẩn giảng khó tầm, chọn nơi chân chánh khỏi lâm khổ hình, là bảo chúng ta phải tìm mới được. Vì vậy cho nên qua câu này Đức Thầy nói cho chúng ta biết, đó là muốn nếm thì phải gán sưu tầm các đạo tà mô khéo âm thầm của bác anh em chân đạo. Mà cái gì mà mô khéo âm thầm là những cái gì mà tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, là Đức Thầy yêu kính chúng ta để lại cho người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có, là bên kia nó có. Những cái gì tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta thể hiện thì bên kia nó cũng có y gan như vậy của bác anh em chứ đồng đạo. Đó là mưu khéo âm thầm phải không? Cũng như hồi xưa cái chuyện mà quý vị biết được Tề Thiên với Lục Nhĩ Hầu không? Có coi Tề Thiên phải không? Ông Tề Thiên có 72 phép quyền công, ông Lục Nhĩ Hầu cũng có 72 phép quyền công. Ông Tề Thiên bị dòng cái kim cô mà chồng trên đầu ăn, mà bây giờ cái nhiều Lục Nhĩ Hầu nó cũng có y như vậy. Rồi đấu với nhau, phép với nhau ngang là không phân thắng bại. Cô bác anh em chị đồng đạo coi như là ngang cơ ngang cơ. Mà thậm chí đến cái chỗ phân biệt đó ngang, không ai phân biệt được đây, không ai phân biệt được hết. Cho nên cuối cùng Lục Nhĩ Hầu coi như là cùng Tề Thiên xuống dưới là Diêm Vương ở dưới, cô bác anh em chị đồng đạo. Trong lúc đó coi như là Tần Quảng Dương là trong 12 vị, coi như là trong đó là cũng không phân biệt được ông nào Lục Nhĩ Hầu, ông nào coi như là Tần Quảng Dương, xuống dưới là Thí Cung ở dưới luôn, Ngao Bính, Ngao Nhuận, Ngao Thận gì coi như là cũng không thể phân biệt được luôn. Vậy mà lên tới trên trời mà Thượng Đế chỉnh cũng không thể phân biệt được coi như là cái nào là coi như là Lục Nhĩ Hầu mà cái nào coi như là Tề Thiên của bác anh em Trường Đạo, phải không? Quý vị mình có nghe kỹ không? Như vậy cuối cùng đời ai, ai phân biệt được? Đức Phật Tổ của bác anh em chứ đồng đạo. Đức Phật Tổ mới phân biệt được coi như là cái nào là Lục Nhĩ Hầu, cái nào coi như là Tề Thiên Thiệp, phải không? Cho nên hôm nay Đức Thầy có nhắc lại cho chúng ta biết đây. Lúc Tam Tạng Tây Phương quyết đáo bị lầu yêu làm bạo lắm phen, Đức Từ Bi phải lộ trắng đen lâu âm tự cũng đi đến chốn. Như vậy là Đức Từ Bi tất nhiên là chỉ có Đức Phật mới lộ được trắng đen, chứ còn thật sự ra không ai lộ được cái trắng đen này hết, cô bác anh em chân đạo. Rồi mẫu chuyện như trên chúng tôi muốn nói đây đề cập chi cô bác anh em chân đạo. Bây giờ người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ăn chay mặc quần lấy nem để tóc thì bên kia người ta cũng y dễ thôi không, thuyết trình thuyết giảng thì cũng y dễ thôi, đọc giảng cũng dễ, cũng có gì thôi, làm từ thiện cũng có gì thôi. Nhưng mà trong đây đó các đạo tà mưu khéo âm thầm, tất nhiên nó âm thầm nó lòn vô trong đó đó, nó làm y như vậy đó, không có khác gì trên trời. Mà nếu như khác làm sao quý vị theo, phải không chị? Khác là nhất định là chúng ta không bao giờ theo. Mà nó làm y theo khuôn của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Ví dụ như bây giờ quý vị muốn bắt cái con sáo mà lấy cái con chim mà xe xẻ mà gác được không? Không bao giờ có đâu. À, rồi muốn bắt cái con quốc bây giờ lấy coi như là cái con là còn màu con còn rắn mà gác nó vô không? Không bao giờ vô. Mà muốn bắt con quốc là phải lấy con quốc màu của bác anh em Trường Đạo. Bây giờ trong cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta nó cũng vậy không? Cho nên bây giờ muốn coi như là quy tụ và gạt một số đồng đạo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta lại đi con đường khác là phải, là phải làm người tín đồ của bác anh em Trường Đạo để mà dẫn dắt người ta mới được. Đó là mưu khéo âm thầm của bác anh em Trường Đạo. Dân rắn tránh kẻo lâm mà khổ nghe, chúng nó xuống khuyên răng nhiều chỗ, dùng sức mau lè mắt chúng sanh, ai ham linh theo nó tập tành xa cạm bẫy, khó mong sống sót à. Ta chẳng phải dùng lời chú ngốt mà làm cho dân chúng say mê, nẻo chánh tà biện lĩnh nhiều bề, cho bá tánh tìm nơi cõi gốc, mới lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để làm thợ khéo sân gia, thì sau này đến lúc phong ba dòng gió lớn cổ kèo khỏi gậy, thấy không? Thì đó đang Đức Thầy mới nói một đoạn dài dài vậy. Tất nhiên là các đạo tà giờ là môn khéo âm thầm lắm, dân gắn chánh ngang kẻo lầm mà khổ của bác anh em Trường Đạo. Bây giờ đồng đạo chúng ta coi như là đang đi trên con đường chánh đạo nè, theo cái giáo lý Đức Thầy nè. Vậy đó mà trong khi đó chúng ta bị lầm mà không hay của bác anh em Trường Đạo. Lầm đó là sao? Tất nhiên là cuốn toàn bộ sám thi giáo lý của Đức Thầy để lại đây là tôn chỉ, đúng không? Là tôn chỉ, đi y cứ theo tôn chỉ. Đó là Đức Thầy cho chúng ta biết giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngày ngày gặp ta. Mà bây giờ tôn chỉ của Đức Thầy mà để lại như vậy đó, mà trong khi đó chúng ta không làm theo tôn chỉ thì bây giờ cái chỗ này là bị gạt của bác anh em Trường Đạo, phải không? À, vì vậy cho nên bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết từ đây trở về sau, muốn biết được như vậy là phải bây giờ bất luận người nào không dùng của thế
sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo rõ lòng, ấy là chân chánh mới hồng dinh gian. Đây là chân chánh nha. Còn bằng không nữa là đi ngược đường, tất nhiên là không chân chánh, phải không? Muốn tri ai chánh ai tà, xét xem đạo đức với là hành vi, nói làm hai lẽ nếu y, đó là chân chánh có gì lạ đâu. Lại thêm phú quý không cầu, quay quyền không bợ, công hầu không bưng, ai khen chẳng tỏ vẻ mừng, dầu ai có giận chưa từng giận ai, cũng không khoe sắc khoe tài. Những người như vậy mới là chánh trơn, đó là con đường chánh. Còn ngược lại mà nếu chúng ta không được điều đó thì tất nhiên là chúng ta dễ bị coi như là vào con đường tà của các anh em chừng đạo. Vì vậy cho nên Đức Thầy hằng cân nhắc cho chúng ta đó, cố gắng giữ theo con đường chánh đạo của Đức Thầy đi, để sau này Đức Thầy trở về để mà gặp Thầy trong cái ngày lần mà trong thời kỳ Long Hoa Đại Hội của bác anh em chừng đạo. Cho nên bây giờ cái thời kỳ này cùng cuối rồi nghe, bây giờ đồng đạo chúng ta coi như là cân nhắc cho kỹ nghe, từ hành động, cử chỉ, việc làm và nói năng điều gì, thì bây giờ chúng ta cũng nên là rà soát lại trong 8 điều răn cấm của Đức Thầy của bác anh em chừng đạo để chúng ta nương nghe. Mới học đạo bước chân chưa dựng, nên phải cần nắm cứng lực nghi, nói làm bất cứ chuyện gì cũng cần lấy thước đạo nghị ra đo, lấy chân lý làm căn cơ chính để biệt thân lo tính không làm việc còn mờ ám trong tâm. Cho nên nói bướng đừng đem làm càng, nếu không biết thưa rằng không biết, còn biết thì cứ việc nói ra, nói năng chân chất thật thà, đó là bản chất của nhà chân tu của các anh em dừng đạo. Thì được như vậy tất nhiên là chúng ta mới khỏi được lọt vào trong vấn đề con đường tà, phải không? Còn ngược lại đó là chúng ta dễ bị dụ của bác anh em dừng đạo, mà đã bị dụ rồi đó nghe, ông ba nói lầm tà đạo đó nghe, là nhân hư bất dụng của bác anh em dừng đạo, lầm con đường đó rồi tất nhiên là sau này thầy không có cứu nổi. Cho nên bây giờ chúng ta ráng của bác anh em dừng đạo là chúng ta phải cố gắng phải hành trì theo đúng con đường giáo lý Đức Thầy, mà Đức Thầy cho chúng ta biết là từ mang một tấm áo già, mùi thiền đã thấm, ơn nhà là thai, sống sanh rêu phận rêu mài, một đời một đạo đến ngày trung thân của bác anh em dừng đạo. Và đến đây xin giới thiệu thầy Nam Mô A Di Đà Phật. Hay quá.